Mời quý vị và các bạn đến với bản tin 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Anh Thắng rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 10 phút của bản tin ngày hôm nay. Bản tin đang được phát trên sóng truyền hình cũng như các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Huyện Khoái Châu vừa triển khai giải pháp tiêu thụ nhãn và nông sản năm 2022. Huyện Khoái Châu có trên 1.400 hectare nhãn, sản lượng ước đạt 15.000 tấn. Nhãn, quả tươi chủ yếu được tiêu thụ nội địa ở các tỉnh miền Bắc thông qua các kênh buôn bán nhỏ lẻ như các thương nhân đến thu gom trực tiếp tại vườn, sau đó vận chuyển trực tiếp bán lẻ hoặc bán buôn cho các đầu mối thu gom tại chợ đầu mối, sau đó vận chuyển đến các tỉnh. Một số bán cho các siêu thị ở Hà Nội như siêu thị Big C, siêu thị Sài Gòn Copmart, siêu thị Fivimart, tập đoàn... Cục Đường sắt Việt Nam vừa có văn bản đề nghị tỉnh Hưng Yên bố trí vốn xóa 39 lối đi tự mở để giảm thiểu tai nạn tàu va người và phương tiện qua đường sắt. Theo Cục Đường sắt Việt Nam, tuyến đường sắt Gia Lâm - Hải Phòng đi qua tỉnh Hưng Yên có hơn 18 km. Tuy nhiên, trật tự an toàn giao thông đường sắt tại địa phương khá phức tạp vì đi qua địa bàn 7 xã thị trấn của huyện Văn Lâm, nơi tập trung dân cư đông đúc, sát các cơ sở sản xuất. Bên cạnh đó còn tồn tại 39 lối đi tự mở. 6 tháng đầu năm 2022, khi tàu chạy lại, đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đường sắt làm chết 2 người. Vì vậy, Cục Đường sắt Việt Nam đề nghị tỉnh Hưng Yên hoàn thành việc xây dựng phê duyệt kế hoạch, lộ trình thực hiện thu hẹp, giảm, xóa bỏ 39 lối đi tự mở qua đường sắt, mục tiêu đến năm 2025 xóa bỏ hoàn toàn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm vừa ra quyết định tạm dừng công tác điều hành hoạt động đối với chủ tịch Ủy ban nhân dân của 4 xã là Chỉ Đạo, Lạc Đạo, Tân Quang và Đại Đồng để tập trung chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, giải tỏa vi phạm theo kế hoạch số 93A và dồn thửa đổi ruộng. Trong đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chỉ Đạo và xã Đại Đồng bị tạm dừng công tác điều hành hoạt động trong hơn 3 tuần để tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ dồn thửa đổi ruộng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn thửa đổi ruộng. Còn Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Quang và xã Lạc Đạo bị tạm dừng công tác điều hành hoạt động 1 tháng để tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng và giải tỏa các vi phạm theo kế hoạch 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh. Xã Tân Quang còn 49 vi phạm, xã Lạc Đạo còn 13 vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp với diện tích hàng chục nghìn mét vuông. Do ảnh hưởng của cơn bão số 2, các diện tích trồng rau màu của xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ đã bị ảnh hưởng. Và ngay sau bão, nông dân trồng rau màu trong xã đã tập trung khắc phục để đảm bảo sản lượng. Đa phần diện tích rau được trồng ở vùng đất trũng, trận mưa lớn vừa rồi đã làm ngập úng cục bộ do không thoát nước kịp. Đặc biệt sau trận mưa lớn, nắng lên làm thối gốc úa lá rau rất nhanh. Bà con nông dân đang khẩn trương dọn vệ sinh đồng ruộng, lựa chọn các loại rau màu phù hợp với thời vụ để gieo trồng lại khi gặp điều kiện thời tiết thuận lợi, nhất là các loại rau ngắn ngày. Với diện tích rau màu bị ngập úng nhẹ có khả năng phục hồi đang được xới mặt luống để tạo độ thông thoáng, dọn tàn dư những cây bị hỏng, trồng dặm bảo vệ mật độ. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Simacai, tỉnh Lào Cai cho biết đã tìm thấy thi thể một nạn nhân trong vụ lật thuyền tại xã Bản Mế. Hiện 4 người vẫn đang mất tích. Vụ việc xảy ra trên sông chảy thuộc địa phận thôn Cốc Dế, xã Bản Mế, huyện Simacai đã xảy ra vụ lật thuyền. Chiếc thuyền chở 2 người lớn, 3 trẻ em. Khi mới lên thuyền, chưa kịp nổ máy do nước chảy xiết, thuyền bị trôi vào vùng nước xoáy và bị lật khiến 5 nạn nhân rơi xuống sông. Thời điểm này, khu vực thuyền bị lật không có ai. Chỉ có một cháu bé nhìn thấy chạy về thôn báo, nhưng mọi người đều đi làm vắng. Sau khi nhận được thông tin, Ủy ban nhân dân huyện Simacai đã huy động lực lượng tại chỗ cùng với lực lượng của xã Bản Mế và gia đình nạn nhân với tổng số 100 người triển khai các phương án tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Hiện lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 nạn nhân. Vào lúc 22 giờ 56 phút ngày 15 tháng 8, một người đàn ông khoảng 40 tuổi điều khiển xe máy lưu thông trên đường ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh thì xe máy đâm trực diện vào đầu xe ben và sau cú tông mạnh thì người đàn ông đi xe máy đã té xuống đường, tử vong tại chỗ. Riêng xe ben vì quá bất ngờ trước tình huống xảy ra nên tài xế đã hãm phanh, đánh lái gấp vào sát lề phải và đâm ngã biển báo giao thông. Đèn xe bị vỡ, chiếc xe máy của người đàn ông văng xa gần 10 mét và bị biến dạng phần đầu. Theo một số nhân chứng, thời điểm xảy ra tai nạn, người đi xe máy lưu thông với tốc độ rất cao và chạy lấn sang phần đường ngược lại. Nhiều người dân và du khách ở biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa vừa được một phen hú hồn khi chứng kiến cảnh tượng một nam thanh niên nghi là bị ngáo đá, tay cầm dao chém loạn xạ và la hét om sòm dọc bờ biển. Trước đó khoảng 17 giờ ngày 15 tháng 8 tại đường Hồ Xuân Hương, đoạn qua địa phận phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn, xuất hiện một thanh niên nghi bị ngáo đá, tay cầm dao chém loạn xạ la hét ầm ĩ, hù dọa nhiều người đi đường.
Nhận được tin báo, công an thành phố Sầm Sơn đã tổ chức lực lượng xuống hiện trường. Khi thấy có lực lượng chức năng, thanh niên này càng tỏ ra hung hăng, cầm hung khí bỏ chạy qua nhiều tuyến phố. Công an thành phố Sầm Sơn sau đó đã phong tỏa nhiều tuyến phố, cho lực lượng áp sát và khống chế, bắt giữ được thanh niên vào tối cùng ngày, tước vũ khí và không có ai bị thương. Danh tính thanh niên này được xác định ngụ phố Long Sơn, thành phố Sầm Sơn. Một đoạn clip do camera an ninh ghi lại vụ nổ xảy ra tại một nhà hàng trên đường Trần Quốc Toản, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Mặc dù không gây thương vong về người nhưng qua đây cần phải lưu ý an toàn khi sử dụng ga đun nấu, nhất là với những hàng quán sử dụng bếp ga công nghiệp. Rất may vụ nổ vào sáng sớm khi quán chưa có khách và bên ngoài đường ít người qua lại nên không có thiệt hại về người. Từ sự việc trên, rất mong mọi người và các gia đình quan tâm hơn cho công tác phòng chống cháy nổ tại nhà và các cơ sở kinh doanh để tránh những sự việc đáng tiếc không may xảy ra. Nhiều vụ nổ ám ảnh và thương tâm đã xảy ra do rò rỉ khí ga gây thiệt hại về người và tài sản. Mới đây, Tổ công tác Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy, Công an tỉnh Hưng Yên đã phát hiện Hà Văn Tiếp ở tổ Bản Nọng, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực Nghĩa Trang thuộc thôn 14, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang. Lực lượng chức năng thu giữ tại chỗ một túi ni lông chứa 29 ống nhựa, loại ống hút được cắt ngắn, gắn kín hai đầu. Bên trong có chất bột màu trắng nghi là ma túy. Qua đấu tranh khai thác, Tiếp khai nhận túi ni lông là ma túy dạng heroin. Đối tượng mang theo người với mục đích mang đi bán tại các khu công trường đang xây dựng, tập trung nhiều công nhân thì bị lực lượng công an phát hiện. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD mới công bố một nghiên cứu cho thấy, tại Hàn Quốc, nước có tốc độ dân số già hóa nhanh nhất thế giới, có khoảng 33,1% số người trong độ tuổi từ 70 đến 74 vẫn đang làm việc. Tỷ lệ thất nghiệp tại Hàn Quốc tháng 7 vừa qua ở mức thấp kỷ lục là 2,9%. Tình trạng thiếu lao động đã dẫn đến gia tăng tỷ lệ người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên tham gia lao động. 1/3 số người trong độ tuổi từ 70 đến 74 vẫn đang làm việc, đưa Hàn Quốc đứng đầu thế giới về tỷ lệ làm việc ở nhóm tuổi này và cao hơn nhiều so với mức trung bình 15,2% của thế giới. Thái Lan mới đây đã thông qua mức tăng giá điện 18% bắt đầu từ tháng 9, đưa mức giá điện sinh hoạt lên mức cao kỷ lục. Theo đó, chi phí điện sinh hoạt tại Thái Lan sẽ chạm mức cao kỷ lục là 4,72 baht một kWh, tương đương khoảng 3.120 đồng Việt Nam mỗi số điện. Quyết định của chính phủ Thái Lan được đưa ra trong bối cảnh giá nhiên liệu tại quốc gia này tăng vọt do phải nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ các thị trường có sẵn để bù đắp cho sự sụt giảm sản lượng khai thác từ vịnh Thái Lan. Nguồn khí hóa lỏng nhập khẩu chiếm tới 60% tổng số nhiên liệu được sử dụng để sản xuất điện ở Thái Lan. Một công ty tại Na Uy đang tiến hành thử nghiệm mẫu diều máy bay phiên bản nhỏ với khả năng cung cấp điện cho từ 1 đến 2 ngôi nhà. Chiếc diều của công ty Kaimil đang thử nghiệm sử dụng năng lượng pin để cất cánh, sau đó tiếp tục bay nhờ năng lượng gió. Khi bay lượn trên không trung, nó sẽ kéo theo một sợi dây để làm quay trục lăn bên dưới, từ đó tạo ra điện. Phương pháp này đòi hỏi ít thiết bị hơn so với tua bin gió truyền thống, chi phí rẻ hơn và triển khai dễ dàng ở nhiều vị trí có nhiều gió. Kaimil hy vọng loại diều này có thể được triển khai rộng rãi vào năm 2030. Cơ quan không gian Nga Roscosmos vừa công bố mô hình trạm vũ trụ mới trong bối cảnh nước này có kế hoạch rút khỏi trạm vũ trụ quốc tế ISS sau năm 2024. Theo giới thiệu, trạm vũ trụ tương lai của Nga dự kiến sẽ được triển khai trong hai giai đoạn. Giai đoạn đầu gồm 4 mô đun, giai đoạn 2 bổ sung thêm 2 mô đun. Số thành viên trên trạm sẽ là 4 người. Cuối tháng 7 vừa qua, Giám đốc Roscosmos nói rằng Nga sẽ rút khỏi trạm ISS sau năm 2024. Và cho tới lúc đó, Nga vẫn sẽ thực hiện đầy đủ mọi nghĩa vụ với các đối tác quốc tế. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ này ngày mai.